Người tình trên giường của Trần Phi Vũ có động thái bất ngờ sau khi bị tố lấy ảnh nhạy cảm tống tiền. Theo sau scandal lộ ảnh nóng và bị tố cáo tống tiền, nam diễn viên Trần Phi Vũ, hot girl Diệt Lâm đã khóa tài khoản mạng xã hội của mình để tránh sự công kích từ cộng đồng mạng xứ Trung. Dẫn nguồn tin trang 163 của Trung Quốc, ngày 15 tháng 2 vừa qua, hot girl Diệt Lâm đã khóa tài khoản Weibo của mình sau bê bối lộ ảnh nóng với Trần Phi Vũ. Vào ngày scandal nổ ra, cô cũng xóa toàn bộ ảnh trên trang cá nhân trước khi bị cư dân mạng tìm ra danh tính. Vì vậy, truyền thông và cộng đồng fan hâm mộ có rất ít thông tin cũng như hình ảnh cá nhân của Diệt Lâm. Cùng lúc đó, phía nam diễn viên Vương Hạo Ca đã phải gỡ bỏ nhiều bài viết giới thiệu hot girl với công chúng vào năm 2019. Được biết, Diệt Lâm từng suýt vào showbiz làm diễn viên với nghệ danh Butterfly, dưới trướng công ty của Vương Hạo Ca. Lùm xùm đời tư này của Diệt Lâm cũng khiến người không mấy liên quan như anh bị dư luận soi mói ít nhiều. Trước đó, vào tối 13 tháng 2, người đại diện của diễn viên Trần Phi Vũ tố cáo Diệt Lâm cố ý chụp ảnh riêng tư trong thời gian yêu đương với Trần Phi Vũ để trói buộc tình cảm và tống tiền. Theo đó, ông chủ của Trần Phi Vũ cho biết nam diễn viên và Hồ Diệt Lâm hẹn hò khi cả hai độc thân. Họ quan hệ tình dục một lần và bị hot girl này lén lút chụp ảnh lại. Diệt Lâm dùng ảnh phòng the uy hiếp vì muốn trói buộc tình cảm của nam diễn viên sinh năm 2000. Cô cấm ngôi sao tương giả không được quay phim với bất kỳ ai. Trước yêu cầu vô lý và sự kiểm soát thái quá của Diệt Lâm, Trần Phi Vũ quyết định dứt tình. Nhưng sau đó một thời gian, người bạn trai chính là chồng của Diệt Lâm hiện tại bỗng xuất hiện và lấy số ảnh riêng tư trên tống tiền Trần Phi Vũ. Nhân viên thân cận chia sẻ rằng Trần Phi Vũ đã bị vợ chồng Diệt Lâm nhắn tin đe dọa suốt 4 năm tháng qua. Cuối cùng họ bán số ảnh trên cho một blogger giải trí vì được ngã giá cao hơn con số mà mẹ Trần Phi Vũ muốn mua lại. Tuy nhiên ở hiện tại, Diệt Lâm vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc bắt tay với chồng dùng ảnh nhạy cảm uy hiếp và tống tiền Trần Phi Vũ. Còn về phía nam diễn viên sau đó cũng thừa nhận có quan hệ tình cảm với Diệt Lâm vào năm 2021. Họ chia tay và cô gái kết hôn một năm sau đó. Cũng theo Trần Phi Vũ, các blogger giải trí đã lấy danh nghĩa cá nhân để đăng tải loạt ảnh riêng tư khiến anh và gia đình hứng chịu sự xúc phạm, công kích từ công chúng. Trước việc danh dự cá nhân bị tổn hại nghiêm trọng, Trần Phi Vũ khẳng định sẽ khởi kiện. Nam diễn viên đồng thời cũng yêu cầu cư dân mạng ngừng lan truyền hình ảnh và thông tin đời tư sai lệch liên quan đến anh. Vì ảnh hưởng tiêu cực của vụ bê bối, hai nhãn hàng An Mộ Hy và T-Shot đã ẩn toàn bộ bài quảng cáo của Trần Phi Vũ. Đây là động thái xử lý nghệ sĩ vướng tai tiếng quen thuộc từ phía nhãn hàng. Một số nguồn tin trong giới cho biết cha của Trần Phi Vũ là đạo diễn Trần Khải Ca rất tức giận khi con trai vướng lùm xùm gây mất mặt gia đình. Ông được cho là đã ngừng quay tác phẩm Chiến tranh vĩ đại để trở về nhà trừng phạt con. Được biết những ngày qua, Trần Phi Vũ phải quỳ gối chịu phạt và cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ. Trần Phi Vũ sinh năm 2000 là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và mỹ nhân cổ trang Trần Hồng. Vì xuất thân bề thế, anh được mệnh danh là thái tử của showbiz Trung Quốc. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như Bí Quả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Tương Giả, Đãi Vàng. Cuối năm 2022, Trần Phi Vũ thoát cảnh lận đận sự nghiệp nhờ thành công của vai diễn Lý Tuân trong tác phẩm Chiếu Sáng Anh Sưởi Ấm Em. Diệt Lâm, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, cô hiện là hot girl mạng, có hơn 216.000 người theo dõi. Diệt Lâm và Trần Phi Vũ hẹn hò năm 2021. Trước khi bắt đầu quan hệ tình cảm, Diệt Lâm là người hâm mộ nổi tiếng trong cộng đồng fan của Trần Phi Vũ. Cô nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện qua tin nhắn với nam diễn viên trẻ. Việc có quan hệ tình ái với fan và lộ ảnh giường chiếu khiến Trần Phi Vũ bị chỉ trích dữ dội. Anh bị người hâm mộ và đối tác quay lưng, gần như hết cơ hội vươn lên hàng ngũ sao trẻ hàng đầu showbiz.